theo đó là so sánh về động cơ và hộp số trên xe thì Hyundai Grand N10 phiên bản 1.2 lít AT hatchback sở hữu khối động cơ Kappa 1.2 lít MPI sản sinh ra 87 mã lực và công suất tối đa mô men xoắn là đạt 120 Newton ở những giải vòng tua khoảng 4.000 vòng trên 1 phút. Kết hợp với đó là cụm hộp số tự động 4 cấp. Trong khi đó thì VinFast Value phiên bản cao cấp nhất sở hữu khối động cơ 1.4 lít sản sinh ra 98 mã lực và công suất tối đa mô men xoắn đạt 128 Nm ở những giải vòng tua khoảng 4.400 vòng trên 1 phút, đi kèm với đó là hộp số tự động vô cấp. Cả hai mẫu xe này đều được trang bị hệ thống dẫn động cầu trước và hệ thống treo kiểu trước MacPherson và phía sau là thanh dầm xoắn. Kết luận ở phần này thì VinFast Value một lần nữa lại lấn lướt hơn Hyundai Grand 10. Tiếp theo đó là phần trải nghiệm lái ở trong đô thị cũng như là ngoài đường trường. Ở những cái tình huống đều chân ga và ở những giải vận tốc trung bình và thấp ở trong đô thị khoảng tầm từ 40-50 km trên một giờ đổ xuống, hai mẫu xe này đều rất là êm ái, mượt mà và cảm giác thực sự rất là nhanh nhẹn. Tuy nhiên thì ở trong cái tình huống tôi đạp sâu chân ga để tăng tốc đột ngột thì Hyundai Grand 10 phiên bản 1.2 lít AT hatchback nó xảy ra một cái hiện tượng, đó là giữ tua ở cái khoảng hơn 4.000 vòng trên phút. Điều này thì giúp cho xe có được cái lực đà và độ quán tính để nhảy sang những cấp số tiếp theo. Thì đây cũng là một trong những cái hiện tượng mà chúng ta rất dễ bắt gặp trên những cái mẫu xe có cái cấu hình động cơ nhỏ nhưng lại kết hợp với một cái cụm số có cấp. Và chắc chắn sau khi đạp sâu chân ga thì nó sẽ không thể phản hồi tốc độ ngay lập tức được. Tuy nhiên thì tôi phải đánh giá cao là cái trạng thái động cơ 1.2 lít của i10 thực sự rất là êm và độ rung lắc cũng rất là thấp. Còn nói về khối động cơ 1.4 lít của VinFast Value thì khi mà xe di chuyển đều chân ga thì cũng chẳng nói làm gì rồi. Tuy nhiên thì nếu như đạp sâu chân ga để tăng tốc đột ngột như tình huống ban nãy của Hyundai Grand 10 thì tôi cảm thấy xe tăng tốc rất là nhanh. Phản hồi của đồng hồ vòng tua luôn luôn song song với đồng hồ vòng tua máy, không hề có cái cảm giác giữ tua hay níu tua như Hyundai Grand 10 và cảm giác tăng tốc rất là êm và bốc. Lý do là bởi vì chiếc xe này sở hữu một cái khối động cơ lớn hơn so với i10 và kết hợp với một cái cụm hộp số vô cấp CVT. Bởi lẽ vậy nên ngay cả khi tăng tốc cũng rất là êm và mượt. Trạng thái của động cơ thì tôi cảm nhận rõ ràng bên trong khoang cabin xe. Tuy nhiên thì cái trạng thái đó thực sự rất êm, ngọt, độ rung lắc cũng rất là thấp. Ra đến ngoài đường trường thì ở những cái tình huống đều chân ga và ở những giải vận tốc trung bình khoảng 60 km/h và ở trạng thái trên xe là ba người lớn, nếu cứ đều chân ga thì chẳng nói làm gì. Tuy nhiên thì ra đến ngoài cao tốc chẳng lẽ lại chúng ta lại cứ đều đi đều chân ga khoảng 60 km/h mãi, đúng không? Bởi lẽ vậy nên là tôi tăng tốc đột ngột lên tới 100 km/h thì mới nhận ra rằng là khối động cơ 1.4 lít của VinFast Value nó vẫn có một cái cảm giác thực sự rất nhanh nhẹn, thanh thoát. Còn đối với Hyundai Grand 10 thì có vẻ như hơi lầm lì. Ở những giải vận tốc đều chân ga khoảng 100 km/h cùng với một tình huống đó là vượt chiếc xe phía bên cạnh thì rõ ràng một lần nữa VinFast Value lại thể hiện một cái khả năng vận hành rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Hyundai Grand 10. Lúc này thì i10 đã cảm giác hơi hụt hơi rồi. Trạng thái thì động cơ 1.4 lít VinFast Value cũng rất là êm, ngọt và tròn. Còn Hyundai Grand 10 thì có vẻ như hơi quá sức nên bắt đầu gào thét tiếng em. Suy ra thì hai lý do chính đó là VinFast Value có một cái khối động cơ lớn hơn và kết hợp với một cái cụm hộp số vô cấp nên nó đem lại cái cảm giác tăng tốc dứt khoát, êm ái và mượt mà hơn. Có lẽ điều này hiểu sâu sắc với chuyến đi 1.000 cây số cùng với chiếc xe VinFast Value chinh phục cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang của ekip Auto Việt Nam. Với những cúc cua tay áo, với những con dốc nghiêng 10-15-20%, trạng thái với 3 người lớn, khoang chứa đồ full không gian thì VinFast Value vẫn chạy bon bon như ở ngoài đường trường. Không tin các bạn hãy cứ xem lại video của chúng tôi bằng cách click vào đường link góc phía bên phải bên trên màn hình ngay bây giờ. Tiếp đến tới hệ thống treo thì mặc dù hai mẫu xe này được trang bị một cái dạng hệ thống treo rất giống nhau, đó là dạng MacPherson ở phía đằng trước và dạng thanh dầm xoắn ở phía đằng sau. Tuy nhiên thì trạng thái di chuyển một người lớn ở trên xe, tôi cảm nhận được cái hệ thống treo của Hyundai Grand 10 mềm hơn so với VinFast Value. Lưu ý các bạn nhé, chỉ là mềm hơn so với VinFast Value thôi chứ không phải là không cứng. Hai xe đều rất là cứng và tương đối sóc khi đi qua những phần gờ giảm tốc rồi những cái nắp cống, đặc biệt là những cái ổ gà trên mặt đường. Ra đến ngoài đường trường với Hyundai Grand 10 ở những giải vận tốc đều chân ga khoảng 90-100 km/h với trạng thái là ba người lớn trên xe, tôi đã bắt đầu cảm thấy chiếc xe này nó khá là bồng bềnh rồi. Khi đi qua những cái phần mố cầu rất lớn trên cái trục đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, xe thì không còn được ổn định và cân bằng như khi mà thực hiện một cái pha chuyển làn đột ngột.
Còn đối với VinFast Fadil thì hoàn toàn trái ngược với điều đó. Hệ thống treo cũng rất là cứng, chắc chắn và đem lại một cái khả năng ổn định thân xe thực sự rất là ấn tượng. Tuy nhiên thì điều đó nó chỉ xuất hiện ở những giải vận tốc dưới 130 km/h thôi. Còn nếu như trên 130 km/h thì tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy xe mất ổn định rồi. Đặc biệt là trong cái chuyến đi chinh phục cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang, chúng tôi thường xuyên đổ cua ở những giải vận tốc trung bình khoảng tầm 50 km/h, có thời điểm lên tới hơn 60 km/h. Nhưng phải nói rằng là cái hệ thống treo của VinFast Fadil rất chắc chắn và phần đuôi xe thì không hề bị bay một chút nào. Lý do là nó không chỉ đến từ hệ thống treo mà nó còn đến từ nền tảng khung gầm được thừa hưởng từ mẫu xe châu Âu Open Cab rất là chắc chắn và khả năng chịu vặn xoắn rất là tốt. Kết luận phần này thì một lần nữa tôi đánh giá cao về chiếc xe VinFast Fadil hơn là mẫu xe Hyundai Grand i10. Tiếp tới phần hệ thống trợ lực lái thì cả hai mẫu xe này đều được sử dụng một cái hệ thống trợ lực điện. Bởi lẽ vậy nên là khi di chuyển đều đặn, đều chân ga trong phố ở giải vận tốc thấp thì rất là nhẹ nhàng và thư giãn. Phù hợp với những không chỉ là cánh mày râu mà còn với các chị em phụ nữ hoặc là các bạn lái mới. Ở ngoài đường trường về cảm giác lái thì cả hai mẫu xe này thì tôi cảm nhận thì thấy nó cũng tương đương nhau thôi. Đều đem lại một cái phần vô lăng tương đối là chắc tay, khả năng phản hồi mặt đường tương đối là rõ nét. Tuy nhiên thì với những cái mẫu xe hạng A thì chúng ta không nên đòi hỏi với một cái trải nghiệm lái hay như các dòng xe phân khúc cao hơn được. Tiếp theo tới phần khả năng cách âm chống ồn và mức tiêu hao nhiên liệu thì xin phép các bạn ở phần này chúng tôi sẽ không chia sẻ bằng cảm nhận giác quan được. Bởi lẽ vậy nên để chính xác hơn thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn bằng những con số chúng tôi liệt kê ở phía bên trên màn hình để các bạn có thể tiện so sánh với hai mẫu xe này nhé. Vừa rồi là bài so sánh giữa hai mẫu xe Hyundai Grand 10 phiên bản 1.2 lít AT hatchback và chiếc xe VinFast Fadil phiên bản 1.4 lít phiên bản cao cấp nhất. Tất cả những thông tin trên đều được Auto Việt Nam tổng hợp và xây dựng bằng những trải nghiệm thực tế của hai mẫu xe này. Và nó cũng chỉ là những cái góc nhìn, quan điểm cá nhân thôi. Còn góc nhìn ý kiến của các bạn về hai mẫu xe này thì sao? Thì hãy cho chúng tôi biết bằng comment, bình luận ở phía bên dưới để cùng nhau thảo luận nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.